Hello tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay là ngày bán thứ hai. Và nãy giờ lo lu bu, nói chung mình cũng có khách lai rai đó mọi người. Thì cho nên là em chưa có live stream, nhưng mà vẫn mong là mọi người vẫn gây ủng hộ em nha quý vị nha. Chương trình là ngày hôm nay đã bán lại cá viên chiên sốt Thái và cá viên chiên chi ướp mắm rồi. Cho nên là mọi người ra thì mọi người có thể ăn đầy đủ hết tất cả các món ăn rồi. Và mọi người thấy rồi đó, trời quang mây tạnh, muốn mưa thì mưa, giống như là cái xe cá viên chiên muốn sụm là sụm vậy đó quý vị, thấy không? Nhưng mà không có sụm, bữa nay là tươi. Đặc biệt là ngày hôm qua tối, khi mà mình bán tới cuối cùng mình tưởng là mình sụm lại 200-300 ngàn đó, mà cuối cùng là có mấy bạn trẻ nguyên một bè, cảm ơn anh chị, có mấy bạn đó đó ào vô một cái mua hết trơn, cuối cùng là hôm qua không sụm nụ. Và cũng cảm ơn chị Ca Thi ngày hôm qua ngỏ ý là chị đợi để cuối cùng để cho chị, nhưng mà em cảm ơn chị nha, hôm qua là em đã bán hoàn thành trách nhiệm rồi. Dạ thì ngày hôm nay em sẽ vẫn tiếp tục toàn là những món ăn tươi ngon rối rối, ngày nào qua ngày đó đồ ăn luôn luôn được mới. Và đặc biệt là Nhi xin giới thiệu với mọi người là Nhi đã đổi cái sa tế, tức là lúc trước là mình là ngoại làm sa tế khô, còn bây giờ là mình đã sử dụng qua sa tế ướp, tức là nấu bằng ớt tươi rất là ngon, bao cay bao thơm luôn. Và giống như là những ai mà ăn cá viên chiên ở quán á, thì sau khi mà sử dụng cái sa tế đó xong mà quý vị muốn mua cái sa tế đó dùng tại nhà thì Nhi cũng có bán luôn, nhưng mà để ngày hôm sau á, ở nhà để vô cái hũ á, rồi Nhi sẽ giới thiệu luôn cái loại giá này. Còn gồm có hai loại, cái loại hũ nhỏ thì tầm 30-40 ngàn gì đó, còn cái hũ mà nửa ký đó thì tầm là 70-80 ngàn. Thì thùng đũa kia rất là ngon và sa tế là rất là cay. Những ai mà ăn ở tại quán rồi mà muốn sử dụng thì có thể là mua, Nhi sẽ có đựng sẵn trong hũ gì luôn, là sẽ bán thêm cho mọi người về nhà. Nhiều khi cái sa tế đó rất là, mình có thể ăn được nhiều thứ lắm. Những ai mà thích ăn cay á, thì mình có thể ăn kèm với những đồ ăn ở nhà, ăn với chung với cơm. Và đặc biệt đó quý vị, Nhi chỉ với mọi người cái bí quyết ăn sa tế đó rất là ngon là làm gì không? Buổi tối mà mình có đói bụng á, mình nấu gói mì lên mà mình làm mì khô đó ha, múc một muỗng sa tế đó, trộn ôm trộn ăn mì khô, tôi nói hả là bá cháy bồ chét chảy nước miếng ròng ròng nha. Muốn thử thì bữa nào để Nhi sẽ làm một cái ngắn ngắn cho mọi người xem, rất là ngon luôn, sa tế cực kỳ ngon. Thì mình giờ vẫn đang bán đây rồi, nhưng mà mình chưa có vô hũ để cho mọi người xem là cái hũ nhỏ hũ lớn để mọi người biết. Nhưng mà nói chung là sa tế nhà làm không có chất bảo quản, rất là ngon luôn, ở nhà tự nấu, cho nên là mọi người cứ yên tâm sử dụng. Và đặc biệt á là những giống như mà mình mà muốn sử dụng lâu á, thì cái sa tế nhiều người ta hỏi là để lâu có bị mốc không này kia, thì mốc hay không là do cái cách mình bảo quản mà sử dụng thôi. Chứ còn về phía gia đình á, khi mà gia đình ở bên nhà Nhi làm á, là không có bỏ chất bảo quản. Nhưng mà khi mà mình sử dụng á, thứ nhất là cây muỗng của mình là phải là cây muỗng khô, cây muỗng sạch. Thì múc, múc xong mình phải rồi múc xong mình bỏ cái muỗng nó ra, mình đậy cái nắp lại đàng hoàng, thì cái hũ sa tế mình nó sẽ được bảo quản đàng hoàng, nó không sao hết. Còn nếu như mà mọi người không biết á, và khi mà mọi người múc á, mọi người quậy nó lên, hoặc là mọi người múc cái mặt trên của nó hết cái dầu, còn cái sa tế không thì nó sẽ dễ bị mốc. Cho nên mình múc những cái sa ở dưới, mình chừa lại một cái lớp dầu mỏng ở trên. Thì có nhiều người rất là thích ăn cái dầu ở trên, tại cái dầu ở trên nó thơm. Nó nhiều người cũng rất là thích, nhiều người hớt cái dầu đó ăn thì hết cái dầu đó, nó còn cái ớt không thì nó sẽ dễ bị mốc. Thì có nhiều là cái cách bảo quản rất là dễ. Cho nên là mọi người muốn sử dụng thì có gì mọi người ủng hộ cho Nhi, để ngày mai có lên hũ rồi thì Nhi sẽ để lên cho mọi người mua sử dụng, bán kèm, bán thêm. Và giống như là mình cảm nhận được là món ăn ngon, món ăn từ gia đình mình làm rất là ngon, cho nên là mình muốn chia sẻ rộng rãi ra để cho tất cả mọi người cùng được thưởng thức. Tại vì Nhi biết là sa tế á, khi mà mình mua những cái sa tế ngoài chợ, bảo đảm không ngon mà sa tế nhà Nhi đâu mọi người, chắc chắn luôn. Sa tế khô á thì nó không cay lắm, nhưng mà có nhiều người thích ăn cay, cho nên là Nhi đã đổi rồi, Nhi không có sử dụng sa tế khô nữa, mà Nhi đã sử dụng sa tế ướp. Trời ơi, xuất sắc lắm. Mấy anh hôm qua dặn sa tế thấy ngon không? Ngon mà đúng không? Cay mà đúng không? Cay hơn hôm qua đúng không? Ngon mà, sa tế rất là ngon. Và nếu như mà có thời gian thì Nhi sẽ làm thêm là sa tế tôm nữa. Sa tế tôm Nhi cũng biết làm luôn, nhưng mà nó sẽ cực hơn. Thay vì là sa tế này mình nấu không, với lại xả, với lại tỏi, mình nấu với ớt tươi, thì cái sa tế tôm á, thì mình phải mua cái tôm khô.
Mà thí dụ mà mình muốn chất lượng thì mình phải mua những cái loại tôm khô loại 1, loại to. Mình về mình cán nó ra, mình ngâm nước, ngâm nước rồi mình cán, chứ không có xay. Như người ta nói, người ta xay bỏ vô máy sinh tố nó nát hết rồi, ăn nó mất cái mùi tôm rồi. Mình cán nó ra cho cái sớ của cái thịt tôm khô được bung ra. Sau đó mình bắt đầu bỏ vô mình nấu sa tế thì bảo đảm là hũ sa tế còn ngon dữ dằn nữa. Nhưng mà thật sự nếu có thời gian thì mới sẽ làm được. Và những cái món ăn đó thì Nhi nghĩ là mọi người ăn kèm với đồ ăn, ăn kèm với cơm cũng ngon, ăn kèm nè. Nước tương mà đổ miếng nước tương ra, bỏ cục sa tế vô, chấm cơm ăn cá cũng ngon ha. Rồi xong rồi trộn mì khô cũng ngon. Mà đặc biệt ăn với cá viên chiên là chết, chết ngang chết ngửa. Ngon lắm mọi người, đâu không có hũ. Đâu rồi, cho một coi hũ sa tế. Thấy cái muỗng sa tế xuất sắc chưa? Rất là ngon, sa tế nhà làm. Ngon lắm mọi người ơi. Nhà nấu xong rồi bỏ vô bịch bịch vậy đó, một ngày là xài một bịch. Rất là sạch sẽ và giống như xài vậy đó. Rất là ngon, nếu như ai mà lợi ăn cá viên chiên rồi muốn ăn sa tế thêm là biết là rất là ngon. Nhi là cũng là hơi bị khó trong mấy chuyện khẩu vị đó, nhưng mà không phải nói chứ gia đình Nhi không có gì được cái là nấu ăn ngon nha mọi người nha. Gia đình Nhi nấu ăn ngon lắm. Không phải, nhưng mà thật sự là không phải mình khen, tự mình khen nhà mình, nhưng mà tại vì nhà Nhi là người Hoa, mà giống như ngoại nè, hay là nói chung nhiều toàn là những người trong gia đình là toàn là buôn bán hồi xưa giờ, cho nên đa số là mọi người biết làm hết những cái này và buôn bán hồi xưa tới bây giờ rồi. Nhưng mà tại do là lâu năm rồi, gia đình rồi, mấy cô cũng lớn rồi, ngoại cũng lớn này kia, cho nên cái việc kinh doanh rồi nó mai một đi, kiểu không có ai nói tiếp. Nhưng mà bây giờ thì Nhi quay trở lại kinh doanh buôn bán thì Nhi nghĩ là Nhi sẽ đem những cái món này ra để Nhi bán trở lại. Thì Nhi nghĩ là gia đình mình đang có sẵn những cái món ăn rất là ngon như vậy, thì mình đem ra mình bán thì nhất định là mọi người sẽ được thưởng thức, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sẽ được cảm nhận rất là ngon, giống như là Nhi nghĩ là sẽ được rất là nhiều sự ủng hộ. Rất là ngon mọi người, tất cả luôn là tỏi và ớt là ở nhà tự làm hết chứ không phải mua ngoài chợ. Cho nên là ví dụ mà tỏi mà mua ngoài chợ thì mình sẽ thấy là có xác của cái vỏ tỏi, còn này là tỏi còn nguyên. Và ớt thì rất là ớt tươi mà nấu nó vừa tới lửa, rất là ngon thật sự luôn. Nhìn nói nghe nè, ăn đi rồi thèm, trộn với mì khô bữa tối ăn nó là chết, chảy nước miếng, ngon dữ lắm. Nói mà nuốt ực ực ở trong đây nè. Rất ngon chứ đâu ngon mà thèm. Trời ơi vậy đó hả? Thử ăn em đi rồi biết ngon hay dở nghe anh nghe. Trời ơi, anh ăn cá viên chiên thì 5.000, 10.000 với anh ăn em hả? Anh trả nhiêu đi anh Hân? Hả Hân Trần Vlog? Anh trả hết con người của anh luôn. Trời ơi chết rồi. Để em định giá con người anh coi được nhiêu. Ví dụ như hồi xưa mà chưa có dịch thì quả mai con người anh còn có chút đỉnh rồi. Mang dài LV hả anh Tâm? Không, nay đâu rồi? Trời ơi thôi chết rồi. Thôi chết rồi. Sau mùa dịch. Trời ơi. Thôi chết rồi. Nên mọi người phải thương tụi em, mọi người phải ủng hộ cho anh Hân Trần Vlog nè, ủng hộ cho Chelsea Phố, mọi người phải follow lại các kênh. Mọi người khi mà thấy clip lên mọi người phải nhớ like rồi xong rồi mọi người comment vài cái tương tác để cho những cái kênh của các anh nó được hoạt động trở lại, để cho khán giả gần xa được xem nhiều hơn. Thật sự luôn là bản thân Nhi hay là bản thân của tất cả các chị em nào mà có hoạt động về YouTube, đặc biệt là hai anh là anh Hân Trần với lại trên sĩ phố anh Tâm, thì tụi em sống là nhờ tình cảm yêu thương của mọi người. Cho nên đó là cái kênh YouTube càng đông người coi, càng được đề xuất đến nhiều khán giả gần xa, thì cái cuộc sống của em, tụi em mới được ổn định là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa tụi em mới có tinh thần để tụi em duy trì cái hoạt động này nó lâu dài. Đó, thì thật sự mình nói mình làm thì mình cũng phải có được một cái phần lợi nhuận cho cá nhân bản thân mình, thì mình mới có động lực để mình làm những cái đó, là cái phần thù lao, phần lương rồi đó quý vị, chứ không phải nói là làm là tham tiền. Thật sự luôn, ai làm mà chả mong nhận lương, đúng không? Cho nên là, nhưng mà tụi em nhận lương qua cái sự tình cảm yêu thương của mọi người là nhiều nhất. Cho nên là em mong là mọi người sẽ thương yêu tụi em, ủng hộ, đồng hành chung với tụi em. Nhiều khi nếu như có dịp mọi người ủng hộ em thì em cảm ơn. Còn nếu như không, mọi người mỗi khi mà thấy clip, mọi người chỉ cần tặng dấu like, một hai cái comment tương tác vui vẻ ở dưới thôi, để cho các clip hoặc là kênh của các anh nó được hoạt động trở lại, để nó mau sớm được quay trở lại trạng thái như hồi xưa.
để giống như một tháng á, mấy ảnh kiếm một người kiếm 3.000 đô rồi 4.000 đô chẳng hạn, giống như anh Tâm kiếm 4.000 đô thì anh Hưng kiếm 3.000 đô một tháng đó. Chứ mùa này không biết nay anh Hưng kênh anh tháng được nhiêu? Kênh anh bây giờ tháng cũng được 1.000.000 luôn. Hồi hồi dịch mà đâu có quay gì đâu. Trời ơi rồi đó hả? Em nghĩ là bây giờ anh phải đi lại, anh phải đi lại cái con đường thành công của anh. Anh phải đi về Củ Chi. Đi vậy? Anh quay cái chỗ đang hot. Cái chỗ mà anh từng rất là hot, anh hiểu không? Trời ơi, anh từng về chỗ đó anh bỏ tôi mà anh không? Tôi nhớ hết anh không? Trời ơi, anh được lắm. Trời ơi, thấy chưa, còn anh Tâm hả, quay tôi giống như tôi làm gái online vậy đó. Cuối cùng sao cũng bị đánh thôi. Trời ơi, cũng bị lọc clip hết trơn. Bởi thấy không, chỉ có em trung thành với xe cá viên chiên là em bình an đó, thấy không? Nhưng mà nói thật sự luôn là em nghe nói 15 tay mà được buôn bán trở lại á, thì cái không khí ngoài đây sẽ vui nè. Rồi mấy anh nó sẽ quay được nhiều clip hơn, vui hơn, để mọi người ra đây ủng hộ em. Thật sự ra đây ủng hộ là vui, gặp em là chơi vui thôi. Còn mà mọi người mua mà đem về, đó là cái đó là tình cảm yêu thương của mọi người. Cái đó em biết hết thật sự. Cho nên á là em bán được em vui, nhưng mà em còn được tồn tại là thật sự em còn rất là hạnh phúc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mỗi ngày em sẽ cố gắng hoàn thiện thay cũ đổi mới, làm sao cho cái món ăn của mình nó không phải chỉ là để phục vụ niềm vui cho mọi người thôi, mà nó còn về chất lượng để cho mọi người có thể đến đây để ủng hộ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nghen.